Triệu Văn Trác, Nhiếp Phong và mối thâm thù đại hận với Trần Tử Đan. Sau nhiều năm trời bế quan luyện công, Triệu Văn Trác tích cực trở lại màn ảnh trong vài năm trở lại đây, nhưng thứ anh nhận về lại toàn là thất bại ê chề. Vào thời kỳ dòng phim võ thuật phát triển hưng thịnh, nhắc đến các ngôi sao võ thuật vừa giỏi diễn, vừa giỏi võ trên màn ảnh, có thể kể đến Hồng Kim Bảo, Thành Long, Lý Liên Kiệt, Trần Tử Đan, Triệu Văn Trác. Triệu Văn Trác, người được mệnh danh là vua Kung Fu học đường, bước vào giới điện ảnh và trở thành cái tên được đạo diễn để ý. Thời điểm ấy, anh được mệnh danh là Lý Liên Kiệt thứ hai vì sở hữu lối đánh võ giống đàn anh. Chàng trai trẻ tuổi được kỳ vọng soán ngôi vương của nam diễn viên Hoắc Nguyên Giáp. Nhưng đến cuối cùng, tất cả chỉ là dự đoán, Triệu Văn Trác vẫn mãi xếp sau Lý Liên Kiệt. Thời kỳ Hoàng Kim ngang tầm Lý Liên Kiệt. Từ khi bắt đầu tham gia nghệ thuật, cái tên Triệu Văn Trác gắn liền với mác Lý Liên Kiệt phiên bản mới. Tờ Sina mô tả nam diễn viên là cao thủ võ lâm thực thụ, gương mặt nam tính, điển trai, hợp showbiz và bảo đảm cho doanh thu phòng vé. Triệu Văn Trác sinh năm 1972 trong một gia đình có truyền thống võ thuật tại Cáp Nhĩ Tân. Mong muốn con trai thừa kế tinh thần thượng võ bao đời của gia tộc, cha tài tử họ Triệu sớm gửi anh lên Thiếu Lâm Tự. Tập võ từ năm 8 tuổi, 12 tuổi tham gia tranh tài và giành chức vô địch tại các cuộc thi võ thuật trên toàn Trung Quốc. Triệu Văn Trác được tôn vinh là thần đồng võ lâm. Anh sử dụng điêu luyện kiếm, thương và tinh thông thái cực quyền, quyền thuật của 300 bài quyền pháp khác nhau. Năm 1992, giai đoạn các cao thủ võ thuật luôn được ưu ái, tài tử gốc Cáp Nhĩ Tân đã lọt mắt xanh của công ty sản xuất phim ảnh Tranh Thiên Gia Hoa. Phía nhà sản xuất dự định để Triệu Văn Trác thay thế Lý Liên Kiệt trong vai Hoàng Phi Hồng 2, Nam Nhi Đường Tự Cường vì xảy ra tranh chấp hợp đồng tiền cát-xê. Thế nhưng, chỉ sau 3 ngày quay hình, anh bị đạo diễn Từ Khắc loại khỏi dự án. Triệu Văn Trác chính là Triệu Văn Trác, cậu ấy có phong cách võ thuật linh hoạt, uyển chuyển giống Lý Liên Kiệt nhưng không phải Lý. Các chiêu thức Lý Liên Kiệt tung ra thanh thoát, tao nhã tự như nước chảy, mây trôi, chất ấy là độc nhất vô nhị. Từ Khắc cho biết lý do các vai nam diễn viên họ Triệu. Để bù đắp cho Văn Trác, Từ Khắc giới thiệu anh cho đạo diễn Nguyên Khuê và được mời tham gia bộ phim Cung Phu Hoàng Đế Phương Thế Ngọc. Vai diễn Phương Thế Ngọc giúp anh trở thành ngôi sao võ thuật mới, vang danh showbiz Hoa ngữ. Năm đó Triệu mới tròn 21 tuổi. Mặc dù chỉ đảm nhận vai phụ phản diện, nhưng anh vẫn khiến khán giả nhớ đến bởi những thế võ nhuần nhuyễn đặc sắc không kém gì đàn anh. Đối với Triệu Văn Trác, thì ngoài Lý Tiểu Long ra, Lý Liên Kiệt chính là người có tầm ảnh hưởng nhất đến sự nghiệp của anh. Anh ấy chính là thần tượng của tôi. Tôi có dịp được hợp tác cùng Lý Liên Kiệt trong bộ phim điện ảnh đầu của mình. Anh ấy vào vai Phương Thế Ngọc, còn tôi trong vai phản diện. Qua đó, tôi học hỏi được rất nhiều từ anh. Những năm sau đó, Triệu Văn Trác phủ kín màn ảnh Hoa ngữ với Kim Ngọc Mãn Đường, Tinh Võ Anh Hùng Trần Chân, Hoa Mộc Lan, Hoắc Nguyên Giáp, Phong Vân, Thanh Xà, Hoàng Phi Hồng. Anh được khán giả bình chọn là một trong những ngôi sao võ thuật được yêu thích nhất chỉ sau Lý Liên Kiệt và Thành Long. Còn giới phê bình điện ảnh cũng như nhiều tạp chí uy tín ví Triệu Văn Trác như Lý Liên Kiệt thứ hai của điện ảnh võ thuật Trung Hoa. Sự nghiệp chìm xuống sau khi công khai đối đầu Trần Tử Đan. Bước sang giai đoạn những năm 2006, sự nghiệp của Triệu Văn Trác có dấu hiệu đi xuống. Nguyên nhân là kể từ khi kết hôn, tài tử Hoàng Phi Hồng không còn mặn mà việc đóng phim, thay vào đó anh dành thời gian chăm sóc gia đình. Năm 2010, nam diễn viên trở lại đóng phim nhưng không còn được chú ý như trước. Không những vậy, hình ảnh của anh bị hoen ố không ít khi dính phải khá nhiều ồn ào. Trong đó, vụ đấu tố với Trần Tử Đan khiến sự nghiệp của Triệu Văn Trác bị cản trở, không thể quay lại thời đỉnh cao. Thời điểm ấy, Trần Tử Đan và Triệu Văn Trác có lần đầu hợp tác trong bộ phim điện ảnh Thân Phận Đặc Biệt. Màn kết hợp của hai ngôi sao võ thuật hàng đầu showbiz lúc bấy giờ nhận được sự trông đợi đặc biệt từ công chúng. Thế nhưng chẳng bao lâu, scandal lại nổ ra. Tài tử Phương Thế Ngọc bất ngờ bị đoàn phim cắt vai, hủy hợp đồng với lý do không chịu được sự kênh kiệu của Triệu Văn Trác. Đáp trả ekip Thân Phận Đặc Biệt, Triệu Văn Trác mở họp báo rình rang, phủ nhận bản thân mắc bệnh ngôi sao. Không chỉ vậy, tài tử 48 tuổi còn công khai vạch mặt thói ngụy quân tử của Trần Tử Đan. Triệu Văn Trác tố nam diễn viên Diệp Phấn dùng luật giang hồ và quyền lực ngầm để hãm hại, chèn ép anh trong suốt thời gian ghi hình. Tôi không sai, người sai chính là Trần Tử Đan. Anh ta đã tự ý sửa đổi kịch bản, các cảnh diễn của tôi mà chẳng có một câu thông báo. Trần Tử Đan tìm đủ mọi cách để loại tôi khỏi bộ phim vì tôi là ngôi sao để giành lấy hào quang của anh ta. Chính người ấy đã nghỉ 10 ngày khiến ekip làm phim tổn thất tiền bạc, sau đó lại tìm mọi cách quy tội cho tôi. Hành xử theo luật giang hồ như vậy, thật bất công với chính nhân quân tử như tôi, Triệu Văn Trác bức xúc nói. Trước những lời buộc tội của người đồng nghiệp, Trần Tử Đan không thể ngồi im chịu trận. Anh lập tức đáp trả đanh thép bằng tuyên bố kiện Triệu Văn Trác tới cùng để bảo vệ danh dự. Tôi thất vọng khi nghe lời lẽ vu khống của Triệu Văn Trác. Anh ta đã sai còn không biết nhận lỗi. Thật hối hận khi ban đầu đã chọn hợp tác với Triệu, Trần Tử Đan thể hiện sự thất vọng.
Kể từ đây, Triệu Văn Trác và Trần Tử Đan trở thành kẻ thù không đội trời chung. Đến hiện tại, ân oán của cả hai vẫn chưa được hóa giải và luôn thể hiện thái độ khó chịu khi nhắc về nhau. Sau màn đấu khẩu âm ỉ với nam diễn viên Sát Phá Lan, tài tử họ Triệu rút dần khỏi showbiz, rẽ hướng sang kinh doanh. Mỗi năm, anh chỉ tham gia một tác phẩm nhưng đều không đạt được thành công như mong đợi và bị đánh giá thấp về chất lượng. Sự nghiệp của anh cũng vì thế mà trở nên lép vế so với những ngôi sao võ thuật cùng thời như Trần Tử Đan, Ngô Kinh. Hiện tại, tên tuổi của Triệu Văn Trác gắn liền với danh xưng sao võ thuật hết thời và trôi nổi giữa dòng phim rẻ tiền. Thế nhưng, phía Triệu Văn Trác cũng khẳng định anh đủ giàu sang mà không cần đóng phim, đồng thời sẽ theo kiện đến cùng để lấy lại công bằng. Tuy nhiên, đã không có vụ kiện cáo nào xảy ra sau đó và mâu thuẫn của Triệu Văn Trác với Trần Tử Đan đến nay vẫn hoàn toàn bế tắc. Cho đến giờ, người hâm mộ chưa có cơ hội được đón xem một tác phẩm hợp tác chung của cả hai. Quay trở lại, nhưng bị chê Hoàng Phi Hồng già cỗi nhất lịch sử. Có người nói Triệu Văn Trác hạn chế nhận phim vì muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Song nhiều nguồn tin khẳng định, sở dĩ ngôi sao võ thuật chiêm nghiệm suốt những năm qua là bởi vì không còn nhiều đạo diễn tìm đến anh. Triệu Văn Trác bất ngờ tái xuất mạnh mẽ sau hàng năm trời như vắng bóng khỏi màn ảnh. Tài tử họ Triệu liên tục đóng chính trong hàng loạt tác phẩm võ thuật. Tháng 5 năm 2018, anh cho ra mắt tác phẩm Hoàng Phi Hồng, Nam Bắc Anh Hùng. Tháng 6 2018, ngôi sao võ thuật tiếp tục đảm nhận vai diễn nhân vật anh hùng Trung Hoa trong Hoàng Phi Hồng, Nộ Hải Hùng Phong. Tháng 7 năm 2018, Triệu Văn Trác tuyên bố tham gia phim mạng Hoắc Huyền Giáp. Đến tháng 12 năm 2018, bộ phim huyền thoại Cung Phu của anh chính thức ra rạp. Nhiều ý kiến cho rằng, sở dĩ Triệu Văn Trác quyết định bùng lên mạnh mẽ trong năm nay là bởi vì không thể ngồi yên chứng kiến những ngôi sao võ thuật cùng thời liên tục gặt hái được nhiều thành công rực rỡ. Song, đáng tiếc là lần trở lại này của tài tử họ Triệu lại không thành công như mong đợi. Dù đóng tới 4 tác phẩm, nhưng chất lượng của các bộ phim mà anh tham gia lại tỷ lệ nghịch với số lượng. Ví dụ như, từng rất thành công với vai Hoàng Phi Hồng trong quá khứ, nhưng khi tái hiện lại nhân vật này trong Hoàng Phi Hồng, Nam Bắc Anh Hùng, Triệu Văn Trác lại nhận về thất bại ê chề. Ra rạp nhiều ngày, phim luôn rơi vào tình trạng ế ẩm. Trên đầu bàn, Hoàng Phi Hồng, Nam Bắc Anh Hùng của Triệu Văn Trác bị đánh giá là thảm họa, bị chấm 4,9 điểm. Hai phim huyền thoại Kung Fu ra mắt vào tháng 12 cũng chẳng khá khẩm hơn. Tác phẩm bị chê giống như một nồi lẩu thập cẩm với kỳ xảo rẻ tiền. Nhân vật anh hùng mà Triệu Văn Trác thủ vai cũng bị xây dựng hài hước quá lố, thậm chí bị mỉa mai như một gã hề. Trên đầu bàn, huyền thoại Kung Fu phải nhận về số điểm không thể thê thảm hơn là 3,2. Một khán giả bình luận, không hiểu sao Triệu Văn Trác lại nhận đóng một bộ phim rẻ tiền đến vậy. Nó hoàn toàn không xứng tầm với anh ấy. Trong khi đó, bài viết trên Douban cũng nhận xét, bộ phim có nội dung lộn xộn, kỳ xảo nghèo nàn, Triệu Văn Trác đã xác lập kỷ lục mới cho sự nghiệp của mình. Đây chính là tác phẩm có doanh thu thấp nhất của anh ấy. Đào hoa nhất nhì làng giải trí Hoa ngữ. Chuyện tình chị em của Triệu Văn Trác và Mai Diễm Phương hơn kém 9 tuổi từng tốn không ít mực bút của truyền thông Hoa ngữ sau khi quan hệ của cả hai người bị phát hiện vào năm 1995. Bất chấp dư luận, Mai Diễm Phương vẫn một lòng đến với tình trẻ. Thế nhưng, chuyện tình Triệu Văn Trác, Mai Diễm Phương lại khá ngắn ngủi, hai người chia tay sau một năm yêu nhau. Nữ danh ca tài hoa từng cho biết, nếu thời gian có thể quay ngược trở lại, tôi sẽ cố gắng hòa giải sự hiểu lầm giữa chúng tôi. Nếu không vì một nguyên nhân bí ẩn, thì có lẽ hôm nay tôi đã là phu nhân nhà họ Triệu rồi. Khi Diễm Phương lâm bệnh nặng, dù lúc này hai người đã chia tay, nhưng Triệu Văn Trác vẫn thường xuyên đến chăm sóc, thăm hỏi người tình cũ, thậm chí thổ lộ tâm nguyện muốn chịu mọi đau đớn thay cho Mai Diễm Phương. Đầu năm 2000, Triệu Văn Trác trúng tiếng sét ái tình với người đẹp Tiểu Liên sau lần gặp tình cờ tại một quán ăn. Sau đó, cặp đôi nên duyên vợ chồng và có một cậu con trai Triệu Nguyên Đạt. Không lâu sau, Triệu Văn Trác đem lòng yêu nữ diễn viên Trương Đăng Lộ. Lúc này anh quyết định ly hôn, mua một căn nhà mới cho mẹ con Tiểu Liên và chu cấp cho con trai đến khi cậu tròn 18 tuổi. Từ năm 2006, Triệu Văn Trác kết hôn với Trương Đăng Lộ và hạ sinh con gái Triệu Tử Dương năm 2007, con trai Triệu Tử Long năm 2011. Đăng Lộ cũng giã từ sự nghiệp diễn để tập trung chăm sóc gia đình. Triệu Văn Trác và Trương Đăng Lộ kết hôn năm 2006. Khi đó, anh đã là ngôi sao võ thuật nổi tiếng, còn Trương Đăng Lộ chỉ thuộc hàng diễn viên hạng B. Vì chồng, Trương Đăng Lộ gần như nghỉ hẳn đóng phim, họ có với nhau 3 người con, 2 gái và 1 trai. Triệu Văn Trác từng có con rơi và nhiều mối tình trong quá khứ. Mặc dù anh điều tiếng, Trương Đăng Lộ luôn thể hiện sự bao dung với quá khứ của chồng. Nguồn tin QQ cho hay, Triệu Văn Trác vì quá khứ năm xưa nên luôn nể trọng bà xã. Trong lần phỏng vấn gần đây, Triệu Văn Trác nói, tôi không quan tâm sự nghiệp bằng gia đình, cuộc sống này không có gì là bất biến, nhưng chỉ tình cảm gia đình là còn mãi. Ngôi sao võ thuật thừa nhận, sự nghiệp kém nhiều đồng nghiệp cùng trang lứa, nhưng anh luôn thấy hạnh phúc vì có vợ và các con ở bên. Sau khi Lý Liên Kiệt rút khỏi màn ảnh, Trần Tử Đan, Ngô Kinh và Triệu Văn Trác từng được đánh giá là ba ngôi sao sáng nhất của dòng phim Kung Fu đẹp mắt. Song đến nay, Trần Tử Đan đã xây dựng được sự nghiệp lừng lẫy nhờ loạt phim diệt phấn. Ngô Kinh cũng là mưa làm gió màn ảnh rộng với hai phần của Chiến Lang, duy chỉ có Triệu Văn Trác là bị tụt lại phía sau.
Nỗ lực đóng phim trong nhiều năm qua nhưng ngôi sao họ Triệu vẫn không thể cứu vãn tên tuổi. Trong mắt không ít người, anh giờ chỉ còn là ngôi sao võ thuật đã hết thời, cố gắng níu kéo lại hào quang trong quá khứ.